Bà đi đâu mà chọn quần áo kỹ càng thế? Kỹ càng gì? Chẳng qua là tôi chưa thấy cái gì nó vừa mắt thôi. Chứ tôi đơn giản. Nhưng mà tôi hỏi là bà đi đâu? Tôi đi chơi với bà Ngọc. Tiện thể bàn chuyện cưới xin của thằng Danh với cả con Trâm Anh. Ây ôi, lại đâu? Ơ thế cái chai địa liền hôm trước bà xoa bóp cho tôi để vào đâu nhỉ? Thế hôm nay nhân tiện đi với bà thông gia. Tôi giao cho bà là bàn bạc kỹ lưỡng cái chuyện cưới xin của chúng nó nhá. Ôi dào, hồi cưới thằng Công với thằng Thành, ông khỏe re mà việc gì chả đến tay tôi. Thì đấy, bà lo được cho hai đám cưới rồi. Nhớ phát huy ở cái đám cưới cuối cùng này nhá. Quay nhỉ. Đây. À đây à. Thế người ngợm ông làm sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa? Tôi thấy ông ở nhà cũng được cả tuần nay rồi đấy. Theo tôi nhá, ông nên vào trong bệnh viện, nhờ bác sĩ người ta khám cẩn thận cho, chụp chiếu kỹ càng vào. Nhờ cái địa liền này của bà ấy, tôi đã hồi phục được 80% rồi. Nhưng mà cái bệnh này ấy, cứ đi nhiều nó lại đau. Tốt nhất là ở nhà cho lành bà nhỉ. Phải rồi, ông bớt bao đồng chuyện thiên hạ, chịu khó ở nhà lo việc nhà hộ tôi cái. Bà này lại chuẩn bị phát loa phường đấy à? Chứ không à? Nào, nhìn cho tôi đi. Bộ nào hơn? Tôi thì là tôi ưng cái bộ này. Nhưng mà mặc gì thì tùy bà. Tùy? Tùy thế tôi hỏi ông làm cái gì? Ớ vẩn. Anh ơi, cái bà này già còn không thương. Chị Phương ơi, ăn bún này. Ơ, mang ra cho chị làm gì? Chị xong việc là về ngay mà. Mẹ bảo em cho ăn bún cho chị đấy. Em chị vào ăn đi, để cho em hoàn thành trách nhiệm cao cả này cái. Đi nhá. Vâng, em đi đây. Mẹ bảo em mang bún ra cho chị thật á? Thật mà. Hà,